Xin chào các bạn. Chào, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn thêm một món nữa, đó là món làm từ tôm. Đó, hôm nay mình sẽ làm tôm tôm kho tàu nha các bạn. Thì để làm món tôm kho tàu ngày hôm nay thì trước hết mình sử dụng ở đây là khoảng là nửa ký tôm. Tôm này thì mình sử dụng cái tôm xong nè. Tôm này nó lột nè các bạn, thấy nhìn thấy nhiều con nó lột nó rất là mềm. Con tôm này tôm lột nó rất ngon ha, mình kho tàu nó càng ngon, thịt nó săn lại nó ngon lắm nha các bạn. Thì mình sử dụng ở đây là khoảng là nửa nửa ký. Mình ngoài ra thì nguyên liệu để mình làm cái món thịt kho tàu ngày hôm nay thì tỏi hành, thì mình sử dụng ở đây là tỏi hành nó hơi nhiều chút để cho nó thơm nha. Và nước nước dừa, nước này là mình sử dụng cái nước dừa tươi của mình á, nước mắm, gia vị nêm thì đường và tí xíu dầu hào. Thì để làm cho cái món tôm kho tàu đây, mình trước hết thì mình sẽ lặt cái rau tôm hết nha. Cái món tôm kho tàu này thì các bạn có thể chúng ta để cái vỏ luôn cũng được. Tuy nhiên thì nếu các bạn nào thích thì chúng ta lột vỏ ra với những con tôm nào cứng. Và hôm nay con tôm này nó các bạn thấy là cái vỏ nó rất là mềm, nên có một số con tôm nó có lột và một số không thì mình sẽ lột cái vỏ tôm ra ha. Như bạn thấy là con tôm này cái vỏ nó rất là mềm nên mình sẽ để vỏ luôn, mình chỉ lột cái phần đầu ra thôi. Bạn thấy là tôm lột nó nhìn nó khác nha các bạn. Cái vỏ nó dính vô đây rồi, để luôn ha. Tôm này tôm lột chánh cắn luôn. Rồi sau khi mình lột tôm xong thì mình sẽ sầm hành ha, tỏi mình ướp vào. Rồi ở đây mình sẽ bắt đầu mình ướp tôm nha. Ở đây mình cho cái nước màu mình thắng rồi nè các bạn. Cái nước màu mình thắng bằng cái nước đường của mình á. Cho vào. Tỏi, hành. Đây mình cho đường vô. Dầu hào, mình sẽ cho muỗng dầu hào vô.
mình sẽ cho bột nêm. Mình trộn đây ha. Mình trộn đây lên lửa khoảng là 15 phút, 15-20 phút để cho cái cơm của mình nó thấm gia vị nha. Rồi hành tỏi này nó thơm thì mình sẽ cho xào đây cơm cho nó căng nó thơm như thế. Rồi sau khi mà tôm xong thì mình sẽ cho nước dừa vào. Hạt chén nước dừa này thì mình có thể là mình cho thêm nước lọc nha các bạn. Mình cho thêm là có thể là nửa chén nước lọc. Nếu các bạn nào mà thích ăn nó không có nước thì chúng ta cho ít nước lọc vào thôi. Nửa chén dừa, nửa chén nước lọc được rồi. Tại vì dừa không thì nó sẽ làm cái món ăn của mình nó hơi chua, để lâu không được, nó chua. Rồi đây mình sẽ kho cái tôm, kho tàu này cho đến là khi nước sẽ rút thành còn hơn nữa nha. Thì mình sẽ không cho tôm vào nữa nha. Để cho tôm sôi lên thì mình sẽ nêm gia vị nha. Bắt cái lửa riu riu lại nha các bạn. Riu riu lại mình kho nó thấm gia vị, dễ thấm gia vị hơn. Rồi sau đó thì mình sẽ cho cái nước mắm. Thì nếu các bạn thích thì cho nhiều tí xíu để có mùi nước mắm nó thơm á. Còn nếu không thì mình thôi mình cho ít thôi. Nó tôm bắt đầu ở đây là nó thơm, nó sôi lên cái góc mũi thơm là ơi là thơm luôn nè. Đây nếu có bọt thì mình sẽ vớt bọt nha, mình để sôi lên cho sôi một hồi mình vớt bọt ha. Rồi ở đây sau khi sôi mình sẽ hết cái bọt ha. Rồi đây mình sẽ nêm nếm nha, bắt đầu là mình nước đã cạn rồi nè, 1/2 còn nước rồi mình sẽ nêm. Nó ngọt ngọt, nó mặn mặn rồi nè. Tại đây có nước dừa nên nó sẽ ngọt ngọt mặn mặn. Thì mình thích kho như thế này hơn. Thì nếu các bạn nào muốn ăn mặn chút xíu nữa thì chúng ta có thể cho bột nêm hoặc là cho nước mắm vào cũng được nha. Rồi mình để riêng tới đây cho khoảng thêm 1/2 nước nữa nha.
Rồi sau khi mình rim như thế này, giờ mình sẽ tắt bếp ha. Cạn ra nè. Rồi nè các bạn, như thế là mình đã làm xong món tôm kho tàu ngày hôm nay rồi các bạn. Món này rất là được đưa cơm nha các bạn. Thơm quá à, thơm ơi là thơm luôn á. Rồi còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.